Thông tin trên lĩnh vực an ninh trật tự, chiều ngày 25 tháng 5, đoàn kiểm tra liên ngành gồm Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Lâm Đồng và Phòng kinh tế hạ tầng huyện Chi Linh đã bắt quả tang một cây xăng của công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Khang gian lận về đo lường. Qua kiểm tra, trong bốn trụ của cửa hàng xăng dầu 1 tháng 5 thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Khang có địa chỉ tại thôn 2 xã Đinh Trang Thượng, huyện Di Linh, có một trụ xăng Ron 92 không đạt yêu cầu. Sau khi trừ đi sai số cho phép là 0,45%, còn thiếu 0,98% trên 1 lít. Nghĩa là nếu đổ 2 lít xăng thì người tiêu dùng sẽ thiếu khoảng 200ml. Chủ cửa hàng là Nguyễn Hữu Lam đã sử dụng vi mạch điện tử để điều chỉnh hệ số chênh lệch để ăn gian người tiêu dùng. Bằng chiêu thức này, cây xăng trên đã móc túi trắng trợn người tiêu dùng trong thời gian dài. Trước đó, Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Lâm Đồng đã nhiều lần nhận được phản ánh của người dân về việc cửa hàng xăng dầu 1 tháng 5 ăn bớt xăng của khách hàng. Đoàn cũng đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, niêm phong cột xăng và tạm giữ một số giấy tờ có liên quan. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.